phường Gospitin, Washington DC. Kính chào quý vị, kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017. Bích Phượng đang có mặt tại nhà hàng Sài Gòn Maxim của thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania để tham dự Hội Ái Hữu Không Quân vùng Pennsylvania và phụ cận thành lập được 12 năm. Chương trình kỷ niệm 12 năm thành lập Hội Ái Hữu Không Quân Pennsylvania, New Jersey và Delaware cũng là lễ ra mắt tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020 đã được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017 tại nhà hàng Sài Gòn Maxim với hơn 300 quý quan khách, quý thân hữu, quý hội đoàn và gia đình của Hội Ái Hữu Không Quân, của các không quân và thân hữu từ các tiểu bang và thành phố xa như Oregon, Texas, Minnesota, Virginia, Washington DC, Maryland, Atlantic City, North Carolina và Boston đã đến chung vui. Với sự có mặt của Dược sĩ Nguyễn Đức Nhiệm, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Philadelphia và ông Trần Quán Niệm, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam New Jersey. Lễ chào cờ quốc kỳ Mỹ Việt và phút mặc niệm. Kế đến là phần lễ và bàn giao chức vụ hội trưởng thật long trọng. Giới thiệu ban cố vấn và ban chấp hành Hội Ái Hữu Không Quân Pennsylvania và phụ cận, cùng với phần tặng hoa cho tân ban chấp hành. Cách thức của hội của chúng tôi là cứ 3 năm thì các hội viên bầu cho lên một hội trưởng và các hội viên để củng cố cái sự tình đoàn kết của hội viên sinh hoạt với nhau. Mỗi 3 năm chúng tôi bầu một lần. Hội chúng tôi thường xuyên họp với nhau trong cái sinh hoạt của hội để mà làm những công việc mà cộng đồng cần để chúng tôi đến hỗ trợ. Thí dụ như những cái lễ thượng kỳ đầu năm, những ngày quốc hận tưởng niệm 30 tháng 4, cũng như các sinh hoạt của các đoàn thể, hội đoàn ở thành phố Philadelphia này, vùng phụ cận. Trong nội bộ sinh hoạt của chúng tôi, khi mà trong hội viên có những đám cưới, thì chúng tôi đều có tham dự với những cái lắc của hội chúng tôi kỷ niệm với gia đình của hội viên. Cũng như là khi mà có chuyện vui buồn, tất cả chúng tôi đều tương trợ lẫn nhau. Phần văn nghệ thật đặc sắc với những bài hợp ca mở màn, với bài Không Quân Việt Nam Hạnh Khúc, Anh Về Thủ Đô và Chiến Sĩ Vô Danh. Là chương trình văn nghệ thì cũng chuẩn bị cũng khá lâu, gồm có các chú các bác ở Washington DC đến cùng tham dự với hội không quân, hội ái hữu không quân vùng Pennsylvania, New Jersey và Delaware. Và chúng con cũng có một cái màn hoạt cảnh rất là đặc biệt, đó là phụ họa cho ca sĩ Phương Hồng Quế trong màn hoạt cảnh là một chuyến bay đêm. Thực ra thì mình là cùng tất cả các bạn là vợ của những không quân sinh viên sĩ quan khóa 72, 73. Và trong quá trình hoạt động các anh liên lạc với nhau, cho nên tụi này mới có một cái sự muốn là giúp đỡ bạn trong những cái sinh hoạt họp mặt không quân. Cùng với ca sĩ Phương Hồng Quế, giọng ca của một thời chinh chiến đã ru hồn một người với một chuyến bay đêm. Lâu lắm chờ
Minh Bích Phượng ai cũng biết, đây là ca sĩ Phương Hồng Quế của chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Kính thưa cô, được biết tối nay chương trình có một cái màn gọi là một chuyến bay đêm. Xin cô bật mí cho khán giả của đài biết được. Thì để trả lời tại sao là Phương Hồng Quế hôm nay lại hát cái bài Một Chuyến Bay Đêm. Thì đây là một cái bài hát mà nhạc sĩ Song Ngọc đã sáng tác rất là nhiều thập niên qua để dành cho các chiến sĩ không quân, để nói lên một cái câu chuyện của những chàng phi công có những chuyến bay đêm và nhìn bầu trời đêm giống như là nhìn một vì sao ở trên trời, để mà nhớ đến người yêu của mình và đến cái nghĩa vụ của một người lính không quân Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây là một cái bài hát không thể nào thiếu ở trong những cái buổi họp mặt của gia đình không quân. Tôi là Nguyễn Do, là người đến đất Mỹ năm 84, dược biêu, và người thành lập hội đầu tiên ở thành phố này. Tôi là hội trưởng và nắm nhiệm kỳ đâu 3-4 nhiệm kỳ, rồi sau đó giao cho các em. Thế nhưng hội chúng tới hôm nay thành lập trở lại thì tổng cộng là 12 năm. Nhưng mà khoảng 12 năm dài đủ để có những khó khăn, có những cái trắc trở. Thế nhưng nhờ tinh thần của anh em, nhờ những chiến hữu cùng một lòng vì không quân mà tới, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè, cho nên chúng tôi có được ngày hôm nay. Nhân dịp gặp người bạn từ bên Úc, đi qua họp bạn ở San Jose, và tôi mới gặp người bạn từ cách đây gần 2 năm. Và đây là lần đầu tiên tôi đến tham dự ở cái buổi họp mặt của không quân ở Philadelphia. Tôi thì rất vui mừng để gặp lại các chiến hữu tôi ngày xưa, nhưng mà cũng rất là buồn vì tất cả những cái chiến hữu mà còn kẹt lại ở Việt Nam, không biết gì hoàn cảnh gì. Và tôi mong họ là có một sức khỏe tốt, cũng như là trong cái tương lai họ có những cái cơ may để cho cuộc sống của họ tương đối tốt hơn. Ca sĩ trẻ Ngọc Anh Vy đã làm bầu không khí vui nhộn cùng với những giọng ca của các ca sĩ trong vùng, với những bài ca lính và ban nhạc Melody. Bích Phượng tường trình từ Philadelphia.